trong lúc mình đi nghe nhạc, trong lúc mình đi hát karaoke. Thỉnh thoảng cũng phải có những hoạt động này chứ, suốt ngày cứ cắm đầu lên trên phòng thờ thì làm sao mà được. Mình đâu phải người xuất gia, mình còn cái bổn phận trách nhiệm của một người tại gia. Người vợ, người chồng của mình có nhu cầu thích đi giải trí, chả lẽ mình nói họ là oan gia. Tôi sắp tu rồi, bây giờ nó là chuẩn bị có oan gia thế kéo. Mình từ chối, mình đẩy người ta, mình nói không đi xem phim, thì người ta đi xem phim với ông khác, với bạn khác, đi chơi với người khác. Vì mình vô tình là mình đẩy người ta ra khỏi gia đình của mình, phải không? Vì mình có khéo tu hay không, hay là cái đó là mình tham tu? Cho nên mọi người cố gắng học cư sĩ Lưu Tố Vân. Nếu mà cư sĩ Lưu Tố Vân tham tu thì chắc đã bỏ cái người chồng điên đó lâu rồi, không có chăm sóc đâu. Cho nên cái chỗ này mình thấy rõ, cái người tại gia của mình tu nó có khác với lại cái người xuất gia, không giống đâu. Tâm thì giống nhưng mà về cái phương pháp tu hành có khác. Tâm là bình đẳng, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, chân thành, nhưng mà cách dụng công bên ngoài khác. Cho nên là tu nhà khó, không dễ. Nên là cha mẹ thích tận lực làm, cha mẹ chê mau trừ bỏ. Thì vợ mình thích tận lực làm, chồng mình chê mau trừ bỏ. Thế mà người ta bắt đầu có một cái chút xíu hơi chống đối với lại cái chuyện tu tập của mình, hay nhắc mình về cái chuyện mình đi nhiều quá là mình phải phản tư. Cho nên mấy cái chuyện mà đi để tử quy này là tỉnh thái phải xin phép và xã. Rồi sắp tới bên chùa Viên Minh, nếu đủ duyên lại tiếp tục thêm một buổi chia sẻ để tử quy vào chiều thứ bảy, nguyên buổi chiều, mở một lớp mới. Thì cô Diệu Hải có đặt vấn đề và nói chung Định Thái cũng được cấp visa rồi, vợ cũng đồng ý, nhưng mà chỉ một buổi thôi. Cho nên mình phải có cái sự tỉnh giác ngay cả trong Phật pháp lẫn thế gian pháp, đó gọi là trung đạo. Không lập quân bớt, nhưng mà miễn sao tâm mình nó đừng có ô nhiễm. Trong tâm mình lúc nào mình cũng bật cái tên A Di Đà Phật. Ở ngoài thì có thể mình xem nhiều kênh khác nhau, hỷ nộ ái lạc thế gian mình cũng hòa vô trong đó một chút, đi hát karaoke nhiều khi cũng phải đi, nhiều khi cũng phải cụng ly bia, cũng phải cụng, bản thân Tịnh Thái cũng phải cụng, lâu lâu công ty có tiệc là cũng phải đi, chứ không phải là tách biệt ra khỏi một cái tập thể. Cụng hát, người ta hát mình vỗ tay theo cái nhịp bài hát, mà vừa A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai biết mình biết, ta không biết ta thấy mình vỗ tay vui, vui không, vui, hát hay quá.
mình cũng hát kìa, mình hát A Di Đà Phật. Nhưng mà khó lắm nha, không đơn giản. Vô chổng nhiều khi là tỉnh thái cũng ngứa nghề, cũng chọn mấy cái bài hay hay, mình ngồi mình cũng hát say sưa. Lúc đó mình nó chết rồi. Này là thi rớt rồi Phật ơi. Hơi lố, con làm hơi lố, tập khí trở lại. Hát cho mọi người các hay thích. Quên niệm Phật ơi, Phật ơi. Thi rớt. Cho nên là nhiều khi cũng không dám đi nhiều cái việc đó. Mình phàm phu nó vô trong đó lại tập khí nó nổi lên lại. Lâu lâu thôi. Xin mời các huynh đệ mình đọc tiếp. Thân đau bệnh cha mẹ lo. Thân đau bệnh cha mẹ lo. Đạo đức kém cha mẹ thẹn. Đạo đức kém cha mẹ thẹn. Cái thân này của mình có được là nhờ tin cha huyết mẹ, cho nên mình phải giữ gìn, đừng làm cho nó bị tổn thương. Vì vậy khi mình chạy xe đi đứng mình phải cẩn thận, mình không có quyền làm cho nó bị tổn thương. Vì mỗi khi nó bị tổn thương là cha mẹ mình nhất định lo lắng nhiều lắm. Do đó nhiều khi mình mà bệnh á, sụt sịt á, cảm cúm á, nhức đầu sổ mũi á, nhiều khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại, mẹ nghe cái giọng nó khác khác, mẹ nói ủa con bị cảm hả? Thì lúc đó mình cũng đừng có thật thà quá. Nói dạ mẹ ơi, mấy hôm nay nắng nóng quá, con cứ cho máy lạnh con chạy ra chạy vô bây giờ cảm rồi. Ủa có sao con, đi uống thuốc cho con. Thôi mẹ lên mẹ đi gì mẹ dẫn mua lá xông cho con ha. Vân vân và vân vân là mẹ mình cuốn cuồng rồi. Vậy là không nên. Cái gì mình lo được mình lo. Đôi lúc mình cũng phải nói dối để cho cha mẹ an lòng. Vì mình biết cái bệnh này uống vài viên thuốc vô thì chắc nó khỏe thôi, nghỉ ngơi một chút thì chắc nó khỏe thôi, lạy Phật hai ba hồi thì nó sẽ đỡ hơn thôi. Cho nên mình cũng đừng có thật thà quá. Cái thật thà của mình nếu mà khiến cho cha mẹ mình lo lắng thì nhiều khi mình có lỗi, chứ không phải là cứ thật thà là luôn luôn đúng đâu. Mình phải linh hoạt, mình chấp nhận là cái chỗ này mình có nói không đúng á, nhưng mà mình biết làm như vậy thì cha mẹ có thể an lòng chút. Giống như cái chuyện ví dụ công việc của mình nhiều khi nó không được như ý thì mình cũng cứ lạc quan, âm thầm kiếm việc mới hay gì đó. Nhưng mà mẹ hỏi công việc tốt không thì mình vẫn nói dạ cũng bình thường mẹ, không có gì, không sao. Cho nên nhiều khi là bản thân của Tịnh Thái có giai đoạn nhiều khi thất nghiệp 6 tháng mẹ không biết đâu, 6 tháng luôn. Cứ lặng lặng mà đi đi về thăm mẹ. Thì sau này hình như là cái đợt đó là khoảng cái tháng thứ 3, thứ 4 gì đó thì mẹ mới biết thế nào. Nhưng mà nhanh chóng sau đó là có việc làm.
gọi là trong mạng có là có trong mạng nó không có 6 tháng ngồi không. Cho nên cái thân này của mình phải hết sức trân trọng, đừng làm quá sức, đừng tu quá sức. Nói chung hễ cái gì mà hơi quá là mình phải điều chỉnh lại cho nó cân bằng liền. Ví dụ mình nói mình ăn chay, mà mình ăn chay kiêng khem quá, rồi Osawa, rồi số mấy, số 3, số 5, số 7 gì đó ha, đâm ra là cái thân của mình nó trở nên rằng là nhìn thấy nó hư hao, là khiến cho ba mẹ mình lo, là phản đối mình ăn chay. Lúc đó thì mình phải xem lại mình cần phải ăn chay như thế nào cho nó khoa học, để cho cái thân thể mình nó tròn trịa lên, hồng hào hơn, thì ba mẹ mới thích. Rồi cái thân này cũng đừng quá chiều chuộng, mình bỏ bê cho nó bệnh tật á thì mình cũng có lỗi lớn với cha mẹ. Nhưng mà mình chiều chuộng nó quá mức, chăm cho nó quá sức thì mình cũng có lỗi chứ không phải không. Ví dụ sửa sắc đẹp, cái thân này là cha mẹ cho mình, xong rồi mình sửa này sửa kia, về ba mẹ mình chắc chắn là không hài lòng. Rồi mình theo xu hướng thời đại là nhiều khi mình đổi một cái kiểu tóc nó quá hiện đại đi, mà ba mẹ mình không chấp nhận. Và có nhiều trường hợp như vậy rồi, không chấp nhận, bị la. Thì mình lúc đó mình có biết thấy cái lỗi mình không? Hay là mình cứ cãi? Nó con làm gì kệ con, cái đầu của con muốn cắt sao kệ con. Cãi dữ lắm. Giống như từ nhỏ đang cãi xanh này đó, lớn lên cãi quá chừng. Cho nên cái chuyện tóc tai của mình cũng đừng làm quá. Hoặc giả nhiều khi mình đam mê cái cơ thể mình quá, mình tự tôn nó lên, mình bận những cái đồ bó, đồ sát, đồ hở, đồ này nọ kia, nhìn là thấy ba mẹ nhìn là thấy không ổn, là mình phải chỉnh liền. Cho nên cái thân của mình á, nó đau bệnh ở đây là nó đau từ trong tâm rồi. Cái tâm mình nó bệnh, nó có những cái suy nghĩ lệch lạc của mình nó bệnh, nó đâm ra là cái hình tướng bên ngoài nó cũng phải chuyển theo cái tâm, rồi nó bệnh theo. Cho nên rất mừng khi các huynh đệ ở đây là thấy dần dần sửa bớt những cái nào mà mình vô đen trước đây, mình theo xu hướng phong trào, bây giờ mình điều chỉnh mình xả, chứ đừng có bắt chước người ta mà tự hào cho đó là đẹp là đúng. Thì cái này thì mình nói một số điểm chính vậy thôi, mà đâu chỉ là cha mẹ mình lo, mà vợ chồng mình cũng lo nữa. Mình nói đơn giản đi sớm mà giờ khuya là lo, là ngồi nhiều khi đợi cửa, cha mẹ mình cũng đợi cửa, vợ chồng mình nhiều khi cũng đợi cửa, chồng đợi cửa hơi bị hiếm. Mà giờ đợi cửa thì có chỗ này đàn ông mình thì mình thấy có vẻ mình vô tâm. Vợ mình mà có đi đâu khuya kệ ra, phải đi phải tự phải biết đường phải về lên ngủ. Còn cái người phụ nữ nhiều khi người ta không dậy, gọi điện liên tục, không thấy bốc máy á lại càng lo nữa.
Cho nên là các huynh đệ mình mà có nhận cái cuộc điện thoại mà từ số quen ở nhà là phải nghe, để cho cái người nhà mình không lo. Tại vì nhiều khi á, người ta lo rồi người ta chạy xe ra đường người ta kiếm, ta không biết mình ở đâu hết. Rồi ngộ nhỡ trên đường đi người ta lo lắng bồn chồn khiến nó xảy ra tai nạn, thì khi đó mình là người chịu trách nhiệm. Chỉ vì mình không nghe cái điện thoại, mình không trả lời điện thoại thôi, hoặc là mình giận hờn vu vơ gì đó mình không trả lời điện thoại, cứ lờ đi. Cái điện thoại của vợ hả? Kệ, vô đi huynh đệ, vô đi, vô đi. Cứ vô vậy hoài vợ mình lo. Thân thì uống rượu uống bia làm cho nó phải suy, phải kiệt, phải bệnh, rồi còn khiến cho người khác phải lo buồn. Mà mình nhìn người ta vậy nhiều khi mình chê, nhưng mà mình nhiều khi mình dính. Như thí dụ như nãy là mình điều chỉnh thời gian tu lại 10 giờ là nhiều khi hợp lý. Nhiều khi mình ham tu quá quên đường về luôn. Nó tu sung quá thì đang mình làm thêm thời đi. Công đức vô lượng thì đúng đi. Nhưng mà mình phải xem kỹ là xem coi là có phải là nó xuất phát từ cái tâm mà tham của mình tu không, hay là mình đã biết tùy duyên để mình niệm Phật. Hòa Thượng Tịnh Không giảng rất rõ. Huynh đệ mình nhớ không? Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Niệm Phật là để dưới cùng. Còn mình để niệm Phật lên thật. Mình phan duyên niệm Phật. Chỗ nào niệm Phật là vô hết. Đi niệm Phật hả? Đi liền. Đi lại Phật hả? Đi liền. Không cần nghĩ đến cha mẹ ông bà ở nhà, cơm nước sắp xếp như thế nào. Đi liền. Không có nhìn thấu, không có buông xả. Đúng nghĩa. Buông xả là gì? Buông hết tất cả trách nhiệm bổn phận để nhà. Ai lo gì lo. Tôi đi tu. Vậy là buông xả. Không được. Tu vậy là tập. Huynh đệ không biết hiểu sao chứ Tịnh Thái thấy vậy là tập. Tại vì trước cái niệm Phật nó có cái kiểu tùy duyên, còn mình là tùy tiện. Là mình là phát duyên niệm Phật, tùy tiện niệm Phật. Là mình khiến cho người nhà mình lo. Nên không biết bây giờ con mình nó đang ở đâu. Tại vì tôi nhiều khi tắt điện thoại, gọi điện cũng được. Hỏi bạn nó không biết. Giấu mà sao biết được. Biết nhà ba sao. Mà thượng nói rồi, cái người niệm Phật chân chánh là không có giấu cái gì hết á. Cái tâm giống như một tờ giấy trắng vậy đó. Thời khóa biểu của tôi sao người nhà biết là rõ. Biết tôi ở đâu, mấy giờ tôi về. Biết hết rồi. Vợ mình biết, chồng mình biết, ở nhà mình biết, đi đâu biết hết. Gọi là đi phải tưa, về phải trình. Phải vậy chứ. Chứ làm cái gì mà úp úp mở mở giống như là du kích. Mình đi mình tắt điện thoại rồi lén lén đi tu là sao? Không sanh cũng lén nữa. Trốn thì không sanh. Thế tu khổ quá. Mình đi được thôi, mình gửi tiền phóng sanh cho huynh đệ mình đi. Mình ở nhà mình phụ giúp cha mẹ mình cũng tốt vậy. Cái hà có gì là phải có mặt. Phóng sanh kỳ này lớn nha, mấy tấn cá ở dưới địa Cần Thơ, Bạc Liêu, Vĩnh Long vậy đó. Đi phải đi thôi. Công đức lớn lắm. Lén lén đi. Mình xem coi mình có bị dính không. Cho nên mình nghe Hòa Thượng giảng nhiều, biết hết á. Nhưng mà mình chỉ có biết trên bề nổi thôi. Tới lúc đụng chuyện á, là chữ nghĩa Hòa Thượng giảng là bay sạch. Hòa Thượng nói là không được chuyển đối tượng. Bạn tham
Bây giờ bạn đang chuyển đối tượng. Trước giờ bạn không tham, bạn tham thế gian pháp. Bây giờ bạn bắt đầu bạn tham Phật pháp, bạn chuyển đối tượng thôi. Chứ còn tâm tham của bạn nguyên si, rồi sân của bạn cũng nguyên si, không cho đi thì dùng dằn mặt nặng mặt nhẹ. Cho nên cái chỗ này, cái thân mình nó bệnh cũng cha mẹ phải lo, là do sâu xa nhiều lúc cái tâm mình nó cũng bệnh nặng lắm, cha mẹ mình cũng phải lo. Cái tâm nó bệnh dẫn đến cái thân nó bệnh, tính dẫn đến cái đạo đức nó kém. Mình không làm được đệ tứ quy thì là đạo đức mình nó kém, cha mẹ thẹn. Cho nên cái trung tâm của hai câu này chính là tâm bệnh, chứ không nằm ở thân đau bệnh. Thân đau bệnh là cái biểu hiện bên ngoài, còn cái tâm bệnh mới là quan trọng ở đây. Làm sao mình đối trị được cái tập khí của mình, để làm sao cho cái thân mình tạo tác tất cả sự nghiệp, lời nói, việc làm đều lành mạnh, cha mẹ đều hoan hỷ, không lo nữa. Cha mẹ mình có niềm tin vào chính mình thì ngay đó cha mẹ có niềm tin vào tam bảo. Vì mình là đại diện cho tam bảo, mình là Phật tử mà. Mình lúc nào mình cũng tự hào mình là Phật tử, là mình đang đại diện hình ảnh của tăng đoàn, đâu phải tầm thường. Cha mẹ có thể an tâm nơi mình thì mới sanh khởi được cái tâm cung kính nơi tăng đoàn. Bắt đầu mình độ được gia đình từ những cái chuyện nhỏ như thế này, từ ngay trong đệ tử quy mà hiện thực Phật pháp. Cho nên đệ tử quy là Phật pháp. Phật pháp là gì? Là đệ tử quy, không có phân biệt, không có chấp trước này. Thì ngay trong đó mình mới có được lợi ích. Cho nên cái chỗ đạo đức kém này là mình phải suy cho kỹ, xét thật sâu, đánh giá thật khách quan là cái công phu tu tập của mình nó như thế nào. Cha mẹ mình, người thân mình, vợ chồng mình đánh giá mình như thế nào về mặt đức hạnh, về mặt đạo đức tu dưỡng mình ứng xử với mọi người ra làm sao, liệu mình có mỗi giờ mỗi phút những gì mình làm đều có thể khiến cho cha mẹ nở mày nở mặt không? Có quang minh chính đại không? Cho nên hy vọng rằng là các huynh đệ đồng tu của mình ở đây, mình phải buông xả được những cái vọng tưởng, những cái thành kiến của mình, nghĩ rằng mình đúng, mình đang tu đúng, còn cha mẹ là sai, vợ chồng là sai. Mình chỉ biết mình đúng thôi. Nhà Phật gọi là y văn giải nghĩa ba đời Phật văn,
mình nghe pháp hòa thượng, mình đọc kinh của Luận Thọ, mình chỉ biết ngay câu chữ mình hiểu trên bề nổi. Chứ còn mình hành Phật pháp đi vào đời sống hàng ngày là luôn làm cho người khác phiền não. Thì cái đó đâu phải là Phật pháp. Cái đó là ma pháp, không phải Phật pháp đâu. Phật pháp luôn luôn mang lại cho chúng sanh niềm an vui chân thật. Hòa thượng nói rồi, Phật Bồ Tát đi đến đâu là giúp chúng sanh sanh tâm hoan hỷ đến đó. Mình học Phật mình phải làm sao cho người nhà mình phải sanh tâm hoan hỷ. Mình học Đệ Tứ Quy phải làm sao cho người nhà mình phải sanh tâm hoan hỷ, vui vẻ, hạnh phúc, trên kính, dưới hoàng, là mình thành công. Dạ rồi, để kính mời huynh đệ mình tiếp tục, mình đọc tiếp hai câu tiếp theo. Cha mẹ thương dễ hiếu thuận. Cha mẹ thương dễ hiếu thuận. Cha mẹ ghét hiếu vẫn tròn. Cha mẹ ghét hiếu vẫn tròn. Chúng ta cũng thấy rõ trong nhiều gia đình, cái tình thương của cha mẹ đối với con cái đôi lúc có sự phân biệt, chứ không phải là luôn bình đẳng. Có lúc thì thương Út hơn, ghét ghét mình hơn, hoặc cái nhiều lúc thương mình hơn những người anh chị em khác trong gia đình. Thì ngay chỗ này mình có sanh khởi cái tâm đố kỵ hay không? Khi đó mình vẫn có thể làm được là anh em hòa hiếu thảo sanh hay không? Phía sau của Đệ Tử Quy có không? Tại vì do cái tình cảm của con người và do cái nhân quả của chính mình, cho nên khi mình sanh ra trong một gia đình thì mình không được hưởng cái sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, yêu thương giống như là những anh chị em khác. Thì ngay chỗ này mình phải phán tính là mình kém phước hơn những anh chị em trong gia đình. Và trong đời quá khứ mình bị cha mẹ ghét á, là do mình có lầm lỗi với cha. Cái gì nó cũng phải có nhân quả thôi. Và mình làm thế nào mình chuyển cái tâm của mình để mình nhẫn nại và bao dung hơn. Mình muốn như vậy, mình thường nhớ đến một cái câu chuyện là vua Thuấn. Khi ngài chưa làm vua, lúc ngài còn nhỏ, mẹ ngài mất sớm, cha ngài đi tiếp bước nữa, ngài có mẹ kế. Rồi sau đó người mẹ kế này sanh con riêng. Thì kể từ khi có con riêng thì bà có cái niệm là rất ghét con, nhiều khi muốn thảm hại, giết hắn luôn rồi. Loại trừ. Và cũng lời ngon tiếng ngọt với cha Thốn, khiến cho cha Thốn cũng sanh tâm ghét hắn luôn, về phe với mẹ kế. Nhưng ngài vẫn một mực hiếu thuận, tận hết bổn phận.
Nhưng mà cái người hàng xóm họ thấy hết những tất cả các cảnh diễn bày ra trước mắt của gia đình thôi thì không chịu được, mới gặp ngài Thống góp ý, nói rằng là tại làm sao mà ngài có thể chịu được mẹ ngài xấu xa như thế kia. Tôi thấy bà không có cái gì tốt là nói xấu mẹ kế của ngài. Thì ngay đó ngài liền chặn đứng đi. Ngài nói các người không được nói xấu mẹ của tôi. Mẹ tôi không có sai, sai là ở chính tôi chưa làm tròn cái bổn phận làm con. Từ đây về sau không được nói xấu mẹ tôi nữa. Ngài đứng ra bảo vệ mẹ kế của mình, dù 5 lần 7 lượt bị bà hãm hại, là ngài làm đến được cái câu cha mẹ ghét hiếu vẫn tròn. Mẹ kế, và ngài nhẫn nại như vậy trong vòng 3 năm thì làm cho mẹ kế của ngài cảm động và mới sám hối. Và bà từ đó thương yêu Huấn Diệu xem như là con đẻ. Rồi cha ngài cũng thương ngài lại. Rồi cái câu chuyện mà ngài hiếu thuận như vậy cảm động được mẹ kế, khiến cho gia đình của ngài hạnh phúc vui vẻ, lan truyền ra khắp thôn khắp xóm, mọi người đều học tập theo ngài. Rồi lan truyền ra cho đến tai nhà vua. Khi đó vua Nghiêu mới nghe thấy có một người con hiếu thuận như thế thì mới mời ngài lên nói chuyện. Sau khi nói chuyện rồi liền truyền ngôi vua cho Phụng, gả luôn công chúa cho Phụng. Ngài nhờ đâu mà được cái phước lớn như vậy? Là do hiếu thuận cha mẹ. Mình thấy rõ, mình đừng nói gì đến mẹ kế, mẹ chồng, mẹ vợ. Là nhiều khi mình không ưa rồi, rồi lúc đó là cha mẹ ghét hiếu vẫn tròn là không làm được. Mà mình không biết nghĩ, không nhờ mẹ chồng, không nhờ mẹ vợ mình thì làm sao có người chồng, người vợ tuyệt vời như thế này. Mình phải mang cái tâm tri ân báo ân chứ. Mình thì học mà được Tịnh Không, mình nói là phải tri ân báo ân, luôn sống trong thế giới cảm ơn, nhưng trừ bà mẹ vợ ra. Hoặc trừ người chồng khó chịu ra, hoặc trừ người anh chị em khó chịu ra. Có những gia đình, những anh chị em không bao giờ nhìn mặt nhau, không nói chuyện được. Còn tệ hơn là người dân nước lã. Người dân nước lã gặp nhau nhiều khi còn chào. Còn có nhiều người gặp anh chị em của mình á, một câu cũng không nói. Thì mình xem đôi lúc khi mâu thuẫn với anh chị em, với những người trong gia đình của mình có như vậy không? Lúc đó mình niệm Phật được không? Công phu là ngay chỗ đó đó. Công phu niệm Phật là ngay chỗ đó. Là phải được mặt tươi vui, lời êm dịu, mình lại phải hỏi han, mình phải bao dung.
Cho nên chỗ này là cha mẹ thương, cha mẹ ghét đều có thể chuyển được. Cái mẹ đáng thương mình hơn thì mình cố gắng, mình học Phật rồi thì mình làm sao cho mẹ mình, cha mình lại càng thương mình hơn nữa. Kết pháp duyên gọi là kết duyên cùng cha mẹ sánh bước về Tây Phương. Kết duyên cùng vợ mình sánh bước về Tây Phương là phải làm sao cho người ta thương. Học Phật rồi phải làm sao cho người ta thương, chứ đừng làm cho người ta ghét. Dẫu mình biết cái thương cái ghét đó là cái cảm xúc của một phàm phu đầy phân biệt chấp trước, nhưng không sao, họ có phân biệt chấp trước thì mình thuận theo cái phân biệt chấp trước đó để mình kết pháp duyên. Chứ mình không thể nào nói không thương không ghét mới là đúng. Không ai hiểu gì hết trơn, phải không? Không ai hiểu gì á. Mới là từ bi, mới là trung đạo, không ai hiểu gì á. Cho nên khi mình đi vô đời sống là mình phải buông xả cái phân biệt chấp trước cho Phật pháp mình tu. Mà mình phải dùng một cái câu chữ và cái cách sống, lời nói theo cái thế gian pháp, để làm sao để mình hòa ái tất cả mọi người được. Nói cái gì cho nó dễ hiểu một chút, chứ đừng làm cái gì nó kỳ bí quá, cao siêu quá. Tại vì Phật pháp là cao siêu, mình phải nói gì nó cao siêu, không có vậy. Mình phải nói cái gì nó bình thường nhất, khiến cho người ta thương là bình thường nhất. Đừng làm cho người ta ghét là bình thường nhất. Đó là bạn học Phật, đó là bạn làm đúng theo để tu duyên. Chứ đừng có như bất động, rồi như gỗ đá là chặt cũng phải luôn. Cho nên khi mình bước vô mà chánh điện của chùa là mình thấy tượng ngài Di Lặc Bồ Tát, và lúc nào miệng cũng cười tươi. Sáu đứa bé, đứa thì béo tay béo mũi thì làm đủ thứ chuyện, là lục căn tiếp xúc với lục trần, đủ thứ hạng người tiếp xúc với ngài, ngài đều cười cả, đều biết người khác thương mình cả, không ai ghét ngài hết.